Xin chào các bác, hôm nay em quay ở trong một cái bối cảnh nó hơi đồng quê một tí, đang ở trên quê trên Lạng Sơn các bác, ở nhà dưới nhà ông chú. Thì hôm nay tiện ở đây có sân này là em dựng luôn cái con Nissan Sunny này để em quay cho các bác một cái mẫu video. Thì cái xe này là cái xe ít tiền nhưng mà hiện tại là nó đang chạy rất là ngon, rất tốt, và để cho những cái bác nào mà có cái chi phí hợp lý thì các bác có thể là tham khảo cái mẫu Sunny này các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết quay cái xe này cho các bác. Để bác nào kết thì gọi điện cho em ở trên góc màn hình. Hai số máy đấy đều được. Đấy, xin mời các bác. Bây giờ các bác theo dõi. Đây, con này là Nissan Sunny số sàn. Và sản xuất vào năm 2013 các bác ạ. Sản xuất vào năm 2013. Và hiện tại thì xe chạy được hơn 14 vạn km. Mà km này là km chuẩn các bác nhé. Vì là cái con xe này em đi mua là mua của chính chủ đầu tiên ấy. Xong bắt đầu mới bán cho cái người khách này hơn một năm. Và bây giờ mua lại. Thì ngày trước ấy là cái khách đầu tiên, cái chính chủ đầu tiên ấy đã chạy được hơn 13 vạn km. Và khách này mua về một năm rưỡi thì chạy được gần một vạn nữa. Và bây giờ hiện tại là hơn 14 vạn một tí ti. Đấy, thì con này về cơ bản là những cái dòng xe số sàn này ấy, thì mọi người hay gặp ở trên thị trường ấy, là những cái xe mà chạy dịch vụ. Chạy dịch vụ họ chạy rất nhiều và nó nát xe. Máy móc các thứ nó nát, nhưng mà con này thì không chạy dịch vụ các bác ạ. Mới chạy có hơn 14 vạn km thôi nên là cái máy của nó cực ngon nhá. Hiện tại là máy cực ngon và máy zin đét. Đấy. Ở trên quê toàn núi các bác này. Toàn núi cao. Thì bây giờ em đi vào cái chi tiết của cái xe này. Quay góc này cho các bác nhìn thấy cái độ đẹp của cái xe. Quay tạm thời, hôm nay quay không có máy quay. Quay bằng điện thoại nó hơi rung các bác nhé, các bác thông cảm. Đây là nhìn đằng đầu nó như thế này. Đấy, xe thì em đã sơn si rồi nhưng mà chưa dọn được kỹ. Hôm nay về dọn kỹ, đang trên quê ăn cỗ. Cái dáng của cái con Nissan Sunny này nó khá là chườm xe các bác ạ. Đi nó đầm. Hôm vừa rồi em đi từ Thái Nguyên lên đấy là nó khá là đầm chắc. Đây này, nó cái độ dài này các bác nhìn, nó khá là dài nha. Nếu mà để đi cảm giác lái của nó hay hơn, hoặc cái gầm bệ của nó ấy, cảm giác nó hay hơn và nó đầm xe hơn con Attra các bác nhé, con Attra của Mitsubishi. Đây là cảm nhận của riêng em là như vậy. Đây này, các bác nhìn đằng sau đuôi của nó, đằng sau đít này, đèn hậu này, đỏ chót, đó. Nissan Sunny, quần áo các cụ phơi bên kia, các bác thông cảm, em đang ở dưới, ở quê. Đấy, thì tiếp tục quay cái đằng sườn bên này, khách lắp thêm cái body các bác này, lắp cái body kit, cái kiểu như cái bô giả này, sport này, đấy. Thì xe thì hiện tại em bán giá là 188 triệu các bác nhé. 188 triệu. Thì các bác được những cái gì? Được lợi những cái gì khi mình bỏ ra 188 triệu? Thì đầu tiên là mình được cái xe này và gồm có là bộ lốp mới. Cái lốp này em hôm vừa rồi em vừa về thay mới tinh luôn các bác nhé. Cả 4 quả em thay mới tinh. Thay mới tinh cả 4 quả lốp này. Xong thứ hai nữa là đăng kiểm là đến tháng 4 2024 các bác nhé. Trong xe thì có lắp một cái màn hình. Có lắp một cái màn hình nhưng mà chuyến này chắc phải lắp lại. Vì là cái màn hình này em thấy nó đơ quá. Nó bị chậm ấy. Nó bị đơ. Đấy. Đây là bên đằng ghế trước này. Ghế trước. Quay cho các bác nội thất ghế trước các thứ, cái trần này. Đó. Tiếp theo. Ui, có chuối kia. Đây là ghế này. Đấy, về em dọn phát nữa là từ sàn xiếc là sạch sẽ hết các bác nhé. Đây là mới dọn sơ thôi. Tí nữa em sẽ nói về vấn đề keo chỉ với kính lái các thứ con này. Con này nó kính lái đã được thay rồi. Đấy, bây giờ em sẽ quay cái phần khoang máy các bác nhé. Phần khoang máy. Đấy, quay tiếp cái phần. Đây. Mở cái này lên cho các bác xem cái km này.
14 vạn 7 các bác nhá. 14 vạn 7. Đây các bác xem trên côn trên phanh này. Đấy, trên côn trên phanh còn rất tốt, chưa bị mòn nhiều. 4 lốp phanh mới, nhẽ bình thường lốp nó đen kịt đẹp cơ, nhưng mà em đi về buồng đường nó bùn. Để em tắt nâng cái cabo lên cho các bác xem nhé. Đây là em đã nâng cái cabo lên và quay cho các bác cái phần cabo. Cabo ở đây thì toàn bộ cái keo chỉ này là zin đét các bác nhé. Toàn bộ keo chỉ cabo zin đét. Và kể cả ốc cabo ở đây là cũng là ốc zin. Đây các bác nhìn em quay cận cảnh này. Đấy là ốc zin luôn. Cả bên này nữa. Đây nhé, đây là ốc zin này các bác này. Nếu nhiều bạn đây nó bẩn bẩn màu đen đen này. Bẩn thôi. Đấy, các bác đến bác sờ, đấy, tay sờ tận nơi là các bác sẽ biết. Thì cái ốc là ốc zin luôn. Và cái máy này, cái này bị mất đi này, lúc em sẽ mua lại. Cái nắp rửa kính. Cái máy này cũng máy zin các bác này. Đây keo mặt máy đây. Đấy, tất cả ốc, kể cả ốc chân máy là zin đét luôn nhá. Máy thì 4 máy, máy là 1.5, máy đi cực êm luôn. Cái máy riêng con máy này chạy cực bốc, cực êm. Đấy, tất cả cái dàn đầu này là nguyên rin nhé các bác nhé. Không bị đâm bị lỗi gì, bởi vì con này con xe này em đi mua từ cái chủ đầu tiên cơ mà. Đi mua từ người chủ đầu tiên, hộp số, phần hộp số các thứ thì nguyên đét. Riêng phần đằng đầu là nguyên đét các bác nhá. Đó. Và keo chỉ của tất cả cánh cửa này nguyên. Quay cho các bác. Đây là cửa lái, keo chỉ nguyên. Và cửa phụ tất cả cửa đều thế. Đấy, thế nhưng mà con này là như này. Cái kính này này, kính này cũng thay kính chính hãng nhưng mà bị thay được thay kính lái rồi các bác nhé. Tự nhiên nha, nó bị nứt một đường. Thì cái này là em có ảnh của cái chủ bây giờ ấy, của em mua lại ấy, là người ta chụp lại cái ảnh lúc bị nứt đấy. Không biết nó bị làm sao, bị cái gì rơi vào. Nó bị nứt một cái đường ở đây. Và người ta đã thay mới. Thay mới là thay kính xịn các bác nhé. Đây kính Nissan này, kính xịn. Đấy, chứ không phải do đâm đụng mà bị thay kính. Tiếp theo là kính cửa là kính zin hết. Đấy, kính cửa toàn bộ 4 cánh cửa là kính zin, keo chỉ zin. Thế còn cái cốp sau, đây em mở cho các bác biết cốp sau. Cốp sau này em không nhớ khách tả như nào, nhưng mà khách lùi vào cột cổng hay là như nào đấy. Mà nó bị móp cái phần cốp các bác nhé. Đấy, nó bị móp cái phần cốp này này. Móp phần cốp, nó móp cái cốp này. Đấy, nhưng mà cái kính này là vẫn kính nguyên bản. Kính này không sao. Nó chỉ vào cái phần cốp này này, đoạn này này. Đoạn này với cả ở bên đằng dưới này này các bác này. Đấy, dưới này. Dưới này thì móp vào đến cái đoạn đây bên chỗ tay em chỉ ấy. Đây, móp đoạn này này. Thế bên trong này thì không sao. Bên trong ấy không sao, nhưng mà nó móp đoạn này này. Nói chung nó móp cái đoạn giữa này này. Đấy, nó móp mất cái đoạn giữa này. Tóm lại là kiểu như chắc là lùi vào cột cổng hay gì đó. Chắc chắn lùi vào cột cổng thôi. Nếu mà bị tông ấy, bị tông quá mạnh ấy, chẳng hạn thì gọi là bị thật cực nặng ấy, Thì sẽ vỡ cái kính đằng sau này. Nhưng mà kính sau không sao, đoạn này cũng không vấn đề gì. Và ở đây này, hai cái bên đèn hậu này không sao này. Cái này vẫn zin nguyên bản này. Cái chassis này, phần tôn này này. Và kể cả phần tôn bên này cũng thế. Là rin các bác nhé, nó chỉ móp ở đoạn này này. Nói chung là không có ảnh hưởng nặng nề gì về kết cấu khung gầm hoặc là hệ thống lái cả. Thế tuy nhiên thì nó bị chạm đằng đít này các bác ạ. Đúng cái chỗ logo với biển số đấy. Đó. Thì cái con này nó bị cái kém nhất là ở chỗ đấy thôi. Keo chỉ bên này thì ok. Và ghế thì được bọc da rồi. Trần xe đẹp. Đấy, đặc biệt là cái con này đi nó cực kỳ bốc. Côn số nhẹ nhàng cực kỳ các bác ạ. Côn số nhẹ nhàng cực kỳ và đi nó bốc. Máy ngon. Được cái máy ngon. Thì nói chung là chiếc này em bán 188 triệu. Có bác nào mà thích cái dòng này thì gọi điện cho em. Đấy, thích cái dòng này thì gọi điện cho em. Và những cái bác nào mà chạy đem về chạy gia đình những con xe này thì quá hợp lý luôn. Đèn nhé các bác nhé. Đèn thì về em sẽ cho đánh bóng cái nhìn nó sẽ sáng hơn, đẹp hơn. Đèn này đã được lắp đèn LED các bác nhé. Lắp đèn LED cả pha cả cốt luôn. Nên là đi ban đêm khá là tốt. Rất là sáng. Đấy.
rất là sáng luôn. Con này chạy êm, gầm khung gầm tốt. Và em về em đã spa làm đẹp rồi, về xuống là bây giờ là mất thêm một ít thời gian để dọn nữa, dọn dẹp nội thất các thứ tỉ mỉ kỹ nữa là xong. Đấy, có bác nào mà kết cái dòng này thì gọi điện cho em ở số góc màn hình. Và em xin phép kết thúc cái video ở đây để chuẩn bị cơm nước xong còn xuống Thái Nguyên các bác nhé, up cái này lên cho các bác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.